Chào cả nhà nha. Nói chung là bây giờ là cũng chiều rồi. Hồi nãy là Hiền đang là quay bên ở cà phê Horizon á. Thì ở đây là Hiền đang đến ở quán cà phê Gold Coffee nha. Nhưng mà cái lượng đông không có giống như những quán cà phê khác. Thì Hiền đang nói chung là Hiền sẽ review sơ cái cà phê Gold và vì sao nó đông khách như thế này và nó có gì mà đỡ thu hút được mọi người. Hiền đang ngồi đây nhưng mà nói chung là không giống như những cái quán lần trước mà mình quay cà phê đâu nha. Hiền nói chung đây có đúng nằm trong top những cà phê đẹp Việt Nam hay không nha. Thì Hiền đang quay sẽ là cà phê đẹp Việt Nam số 73 nha. Rồi thì mọi người chăm nghe bằng thấy. Thế thì Hiền cũng đang ở bên kia mà lặn lội qua bên đây rồi. Chiều tối rồi, nói chung là trời nó cũng mù mù rồi. Hiền còn về nghỉ nữa. Thì thay đỡ nói là Hiền sẽ review cho mọi người xem nha. Đây đỡ Hiền cầm luôn, đông quá. Nói chung là cái đông lắm thì mình ngại lắm làm viền khách ấy. Đây, nó có cái gì mà hơn mọi người đang nhìn thấy nè. Đây là nó có view toàn cảnh của thành phố Đà Lạt ấy. Mọi người nhìn nè. Đấy, đây là cái cảnh mà đang hòn hòn mà. Đấy, cả cái thành view này là view cả cái thành phố Đà Lạt đâu, mọi người nhìn thấy nè. Đấy, đây là nếu mà ban đêm thì cũng đẹp theo ban đêm, như Hiền đang quay buổi chiều ta kêu hòn hôn Đà Lạt ấy. Đấy, đây sau lưng Hiền là nguyên cái thành phố. Bây giờ là mấy giờ ha Long? Bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Thì đây là có những cái cảnh mà họ đang chụp hình check in đây. Đó, vì sao lý do mà quán cà phê này chỉ có cái view mà đã đẹp như thế này nha. Đấy, có những cái cổng mà như là đây là cái điểm mà mọi người đây đa phần là họ sẽ chụp hình như thế này. Đấy, chỉ có hai cái điểm để chụp hình thôi nhưng mà rất là đông, phải đợi nhau nha. Đấy, đây là các bạn, nói chung là dành cho các bạn trẻ check in sống ảo là ok tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, rồi đã đang nhìn, nói chung là khách đông thì mình sẽ review sơ chứ cũng không có phiền được, không rất là đông nha, không có phiền được khách tại vì lần này nó chụp hình như là cái điểm du lịch đấy thì mình không thể làm phiền hai anh em ngồi ở góc này. Đấy, dưới cái quán cà phê này là chỉ có cái view thôi mọi người. Đúng lại là nó nằm trong top cà phê đẹp ở Đà Lạt là chỉ có cái view đó mà ngồi nhìn như thế này nè. Đấy, còn đẹp như thế nào và cảm nhận cảm xúc như thế nào ấy. Đây hiện đang mọi người nhìn thấy nè, đang ở xe ở dưới nè. Đó, xe đậu ở dưới đấy và đi lên trên này, lên trên lầu ở tầng này. Đấy. Đây này. Đấy, chỉ có thế, đây là mọi người chỉ cố tình cố cho được một bức ảnh như thế này thôi. Hôm nay là gì đấy? Hả? Chỉ có vậy thôi. Cái này là đúng như cái câu là em không đứng đón bờ đón bình minh mà em lặng thinh ngắm nhìn hoàng hôn ấy. Đấy, là như vậy đó nha. Thành thử là mọi người biết có được nằm trong cái top mà cà phê đẹp Việt Nam hay không, những đẹp cà phê đẹp Việt Nam hay không thì Hiền không biết. Nhưng mà thôi đỡ anh em đi review còn cái chỗ khác nữa, chỗ này vướng nhiều người á, mình ngại lắm làm gì đôi khi sẽ phiền họ đấy. Ok nha. Đây chắc cũng có những người YouTube. Đây, giúp anh. Rồi đỡ Hiền sẽ đi qua đây nha, đi vào cái tầng dưới nha. Đấy, nói chung là nó chỉ có cái vậy thôi. Đấy, nó có cái gì đây. Và đấy, đơn giản là vậy đó. Nó cũng có giống như các điểm khác nhưng mà nó rất là đông. Thế thì bây giờ Hiền vào trong này thì nó có gì vậy? Nhưng mà hồi nãy Hiền vào là tất cả những cái view bàn á, mọi người biết không? Là dường như là hết chỗ luôn á mọi người. Đây nè, bán rất là đông. Rất là đông khách nha mọi người. Ta ngồi trong này là sẽ là như thế này. Đấy. Thành ra ở đây thì ở trong phòng thì nó vẫn có cái nhìn ra. Đấy, toàn cảnh nó là chỉ là như vậy. Nhưng mà order nước thì rất là lâu. Phải đợi đấy mọi người. Đây cũng có một cái quầy. Đây mỗi nơi cũng được có một cái quầy. Một cái quầy nước như thế này nè. Đấy. Đấy mọi người. Thì đến cái chỗ vùng mà đây là mùa này không phải là mùa du lịch mà cô Covid ấy, nhưng mà nó còn đông thế này thì mình không hiểu được là
không hiểu được là nếu mà không Covid thì chắc là không quay được luôn á mọi người. Đây đây là nhìn từ trong nhìn ra luôn á. Đấy, nhìn từ anh đang xuống giảm nhạc cho mình nha. Rồi thế rồi thế thì hiện chắc là đi xuống tầng dưới thì các tầng nó chỉ có hai cái tầng, tầng ở trên và tầng ở dưới thì nhìn chung nó là cũng đơn giản như thế này. Còn nó có đẹp như trong và top cà phê đẹp hay không thì Hiền quay quá nhiều quán, Hiền không có ý kiến rằng là cà phê này đẹp hay cà phê khác. Hãy để cho các bạn đánh giá và comment nha. Anh xin lỗi anh quay luôn nha, không có sao đâu nha. Có gì thì anh quay anh up tụi em lên luôn chứ lỡ rồi quay rồi mất công mà nãy anh có xin qua quản lý thôi. Tụi em đừng có ngại gì rồi. Có gì ủng hộ đăng ký chia sẻ kênh giùm anh. Nói chung là luôn luôn nó bị cái áp lực khách đông như thế này hả em? Thì bữa nay có lẽ là do ngày nay anh đi trúng. Bé ơi anh hỏi câu, do ngày nay là anh đi trúng cái ngày 30 tháng 4 1 tháng 5 hơi đông đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Vậy là rút kinh nghiệm mọi người hôm sau mà mình đi á, mình review mình sẽ lựa cái ngày vắng vắng khách nên dễ review hơn. Thành thử là rất là khó, cũng không sao chứ giờ mình đâu có dịp đâu. Mình từ Nha Trang lặn lội lên này trèo đèo vượt suối lên mới như thế này mà. Người... Em có thể gỡ ra được không? Dạ không. Rồi. Rồi em cứ nói đi. À rồi, thế thì rồi cảm ơn em nha. Thì thêm một thông tin là thứ hai thì cũng đông, đến thứ sáu thứ bảy nhật thì đông. Rồi Hiền đi xuống đây nè, đi. Bây giờ là Hiền đi xuống tầng dưới đây nè, khách đông mình đi chung cái ngày lễ hay sao á, khách đông nùm nụp luôn ấy. Yên tâm đi mọi người, Hiền thì mọi người nói chứ mặt tôi cũng dày rồi không sao ấy. Trâu dậm chết người, dậm chết thì do dậm chết chứ còn không, người không có dậm chết người đâu, trừ khi các lễ hội gì nhưng mà Ấn Độ mới dậm chết người chứ còn thành thử là mình đông thì mình giải quyết theo đông. Ở đây Hiền review theo cái tầng dưới nên nó có cái gì nha. Thứ nhất là nó cũng có bán bánh nè, tiệm này. Đây cũng có bánh, nước ngọt, trái cây đây nè, cái quầy đây cũng có một quầy nữa nha. Đây Hiền sẽ và đây là cái nhà nhìn ở tầng thấp hơn á mọi người. Ở đây thì khách cũng vắng hơn chút. Nhưng mà đây cũng là lúc mà Hiền đang quay theo cái đề tài là hoàng hôn Đà Lạt ấy. Mình quay thử là cái Đà Lạt nó đang chuẩn bị cái bầu trời xế xế này mọi người. Đấy, nó có đúng như là thành phố mà nó sương mù ngàn hoa mộng mơ không? Thì là cái gì? Đây. Chào em. Quay chúng ngày quán đông đây nè đó. Hồi quảng cái này chụp hình đỡ quảng cáo thôi đúng không? Anh biết rồi, anh lên rồi, anh đang quay trên đó xuống. Đây cũng review cái quầy thì nó cũng đơn giản nhẹ nhàng như mọi khi á. Cái cũng các quầy khác chứ không có cái gì. Đấy, nhưng mà được cả là cái ăn tiền nhất ấy. Cái ăn tiền nhất là cái quầy trên á, cái ở trên thì nó sẽ đẹp hơn. Ở đây nè, đây cái chữ là Go Cà Phê nè. Rồi để Hiền đi ra ngoài thì có cái gì không nha. Rồi ở đây có bán những nông sản Đà Lạt luôn nữa nè. Đấy có những số khách họ cũng gửi vali ở đây họ uống cà phê nè. Thì nhưng mà không sao mọi người, Hiền cũng sẽ cố gắng đến mức có thể. Có đây nè, cà phê đây bây giờ mới quay được cái bảng hiệu bảng tên nè. Đà Lạt Con Cà Phê nè, đấy mọi người nhìn thấy nè đó, Đà Lạt Con Cà Phê. Rồi ở đây là có một cái gian hàng, có cái này gọi là gì, sang đá 35k, nói chung chắc là bán hoa hay là bán những cái tiểu cảnh thêm ấy, chắc lại lẽ là gì ấy. Rồi đây có thể là mình dạo qua đây một chút. Chào anh, có thể quay được không em? Mình cũng trong cái quán luôn á hả? Hay là em thuê riêng làm riêng cái này? Rồi ok. Anh có thể tham quan thêm một chút. Bên cạnh quán thì có cả một cái quầy tiểu cảnh hoa. Cái này dân chơi cây cảnh mọi người cũng biết rồi ấy. Đây nè, đây là hoa đá để trồng trên những cái rễ cây. Nó cũng có một cái gian nhỏ nhỏ thôi nhưng mà dành cho các bạn nào có yêu nghệ thuật ấy. Đấy. Nói chung là Hiền cũng bận không có thời gian để mà review từng cái cảnh ha, từng nội dung chủ đề trong này, chắc chắn là sẽ có cái chủ đề đề tài thêm á. Chắc em nó sẽ có đề tài á.
Em ơi, anh hỏi thăm tí được không? Đây, em anh đây. Anh hỏi tí không sao đâu. Anh làm phiền nếu như mà em đứng bên này. Anh làm phiền nếu như anh quay vlog á, có phiền em không? Anh không. Vậy thì anh hỏi luôn. Cái quán này là ý tưởng của em hay là ý tưởng của bên nhà đầu tư, hay là cái này em thuê lại làm thêm cái này thấy hay hay á? Dạ, cái này là của em. À, của em. Rồi nói chung là em mua bán và ý tưởng thêm đúng không? Dạ, đã làm là riêng shop em là bán xe mà mix cho những khúc lũa, khúc cây. Ok, đây là cửa nghệ thuộc các em tên gì vậy? Dạ, tên Quay. Ừ, ok. Nói chung là anh review top những cà phê đẹp Việt Nam. Dạ. Những điểm du lịch đẹp Việt Nam. Thì anh nói quen thế này thì anh cũng xin phép em là quay rồi anh xin đưa em lên vlog, có ảnh hưởng gì không? Nếu không thì dạ, anh không. Đã đến cắt đoạn này ra. Dạ, không. Thì thôi mọi người cả nhà, thì nếu mà có uống cà phê ở đây á thì mọi người ủng hộ cái em Quan đẹp trai. Thứ nhất, thứ hai là em nó trẻ nhưng mà nó có cái tâm hồn nghệ thuật. Nó nhỏ em nó không biết mình, nên từ từ biết. Thực sự là Hiền cũng có một cái bộ sưu tập gỗ lũa và nghệ thuật đá đồ. Mọi người biết Hiền là dân sưu tầm đồ cổ rồi, yêu nghệ thuật rồi, nhưng mà mình không trồng sen đá được vì sen đá Đà Lạt á, đem về Khánh Hòa trồng xứ nóng nó rất là khó. Yeah. Nói chung là thôi cảm ơn em. Thì chúc em mua mau bán đắt, coi như là có những người họ sẽ hỗ trợ cho em nhiều hơn, họ ủng hộ em nhiều hơn nha. Rồi chúc em kỳ nghỉ lễ vui vẻ nha. Rồi đây, mọi người nhìn đây, đã bên cạnh của quán cà phê có cái góc này, mà một cái góc riêng. Và cái góc này thì phải có những bạn có tâm hồn nha, phải có cái góc yêu nghệ thuật mới cảm nhận được nha. Đấy, đấy là một trong những cái mà cũng là điểm cộng cho cái quán á. Thành thử là điểm cộng cho cái quán á. Có gì thì mọi người sẽ xem kênh, ủng hộ, chia sẻ Hiền và ủng hộ em trai trẻ nhưng lại có cái ý tưởng cũng hay hay. Đấy, thì Hiền sẽ đi ra luôn, chứ bây giờ quán đông quá mà cũng chiều tối rồi. Đây, mấy em nhỏ nhỏ này nó biết rồi nè, cái lối lên nè. Ê, thằng em của tôi ngước mặt nhìn cái đây. Đấy, nó đi theo tôi, chứ nó bự nè, nó xúc cân giảm mỡ đi, không có lo gì hết. Nó thấy tôi già mà cũng còn năng lượng. Đây, cái lượng xe rất là đông nha mọi người. Đến giờ này mà còn cái lượng xe này. Cái bãi xe của Hiền bảo bên bãi kia. Đây, mọi người nhìn thấy không? Đây là Da Coffee nè, Đà Lạt Gold nè, đó cái logo trên kia. Con hỏi gì con? Dạ, kênh của trời ơi. Thôi cảm ơn nè, hai mấy con đứng vô đây là chú sẽ đưa lên tụi con lên kênh. Con học lớp mấy nè? Dạ, con học lớp 5. Sao nãy giờ gặp bé lớp 5 bên kia. Con học lớp mấy? Dạ, học lớp 5. Mở mắt mở rặt ra luôn, ba chú cho lên luôn không sao đâu. Dạ, ủa, con hỏi cái gì con hỏi luôn đi, tại chú cũng vội rồi. Dạ, con muốn hỏi là kênh của chú. Kênh chú kênh gì không? Kênh chú đây. Rồi, cả gì tối chú xin phép con đi, tại vì không được quay nếu mà xin phép bố mẹ. Phải thường thường là phải xin phép người lớn, và do tụi con đến xin chú á, chú đưa lên luôn thì có ngại gì không? Không. Không, vậy về khoe mẹ tối nay khoảng 9 giờ đêm chú sẽ up những cà phê đẹp Việt Nam nha. Yeah. Con sẽ coi trong top 500 cà phê đẹp Việt Nam, và trong đó nói với mẹ con được chú này nè, đưa con lên vlog trong top cà phê đẹp Việt Nam. Dạ. Và cà phê đẹp Việt Nam số 74 nha. Dạ. Nhớ không? Dạ vâng. Nói lại coi. Dạ. Cà phê số 75. Cà phê đẹp Việt Nam số 74. Ok, rồi chào con nha. Dạ, cô với chú bắt tay nha. Rồi cứ vậy nha. Dạ. Rồi. Rồi tôi. Mấy đứa nhỏ nó dễ thương, nó thấy này nó đứa nhỏ nó cũng hiểu là thế nào làm vlog nó. Thôi để Hiền đi ra xe luôn mọi người. Tại vì cái quán cà phê nó cũng quanh Đà Lạt, nó chỉ quanh là hoa. Hoa rồi đi lên, quay cà phê Đà Lạt khổ lắm mọi người ơi. Đi lên dốc nè mọi người biết không, vừa đi lên dốc rồi vừa đi xuống dốc. Cứ lên dốc rồi đi xuống dốc, quan trọng là lên xuống ấy. Nhưng mà có cái chỗ mình lên xuống mình lại thích, nhưng mà có chỗ lên xuống mình cũng đuối luôn ấy. Đúng không anh? Đúng rồi đó. Đúng đấy, ông anh này cũng đúng nè, ông anh này em nói đúng nè. Đấy, không có giờ lên nè. Đấy, thành ra Hiền ra xe Hiền về luôn. Đấy, cũng tối rồi, về đang tối. Thực sự cái nhà mà Hiền hồi nãy Hiền ngồi đứng ở trên là cái quán cà phê đây mọi người. Đấy, nó là chỉ gì đó, nhưng mà ở trên là nhìn nó sẽ khác. Đấy, trên cái nóc đó là cà phê, nhưng mà nhìn cái view vậy thôi. Còn dưới này là bãi xe. Thì để ai vậy? Đó thì đỡ có gì thì Hiền dừng video clip ở đây. Tại vì đây là một trong những điểm đấy. Chào các bạn. Thế thì đây. Tôm ơi, lên TV rồi. Đây rồi đấy, thì tôi số tôi gặp mấy đứa nít nó thích lên sóng. Đây chú quay cho không sao đâu. Hồi nãy là có mấy đứa nhỏ nó quay, thế là mình không, mình nổi tiếng nhờ mấy đứa nhỏ không à, chứ còn. Đây, ra đây. Đây.
kìa, chú nói chuyện với chú nha. À, con chào chú, chào nè. Cháu là Tôm. Rồi con nói đi, con đang con ở đâu? Tôm, con đến từ đâu? Con nói đi. Con ở Hà Nội đúng không? Vâng ạ. À, đến từ Hà Nội. Thế này nè, cậu bé này từ Hà Nội cùng gia đình Hà Nội. Anh cũng xin lỗi em là thế này đi. Nói chung làm anh làm vlog á thì có một số khách thì anh phải xin. Vâng, phải xin lên thì anh cũng xin gặp dịp này chúc hai vợ chồng em đi lễ vui vẻ. Nghỉ lễ vui vẻ. Anh cũng hay đi ra Hà Nội hợp ấy. Trên danh thiếp anh có đấy. Thì có gì ủng hộ chia sẻ kênh của anh. Tối 9 giờ anh sẽ up lên. Tối 9 giờ anh sẽ up cháu lên để cho anh quay cháu ăn. Anh không có con trai thế anh thấy anh khói lắm. Đây. Đây con nói gì đi? Con nói gì đi? Bật tim cho chú đi. Bật tim lên nào. Đây. Rồi thôi. Nói chung là anh chào em nha. Thì làm vlog á thì mọi người cũng biết ấy, có những người họ ủng hộ, có những người họ cũng không có ủng hộ, nhưng mà không sao, đó là niềm vui của mình khi được các mọi người họ ủng hộ mình hơn. Thì Hiền sẽ dừng video clip ở đây để mình Hiền để tối nay có cái gì hay hay quay tiếp nha. Rồi chào cả nhà nha, nhớ ấn like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ Hiền hơn, Hiền sẽ quay nhiều điểm đẹp hơn. Thì đến cái cà phê Horizon nó có cái view khác, đến cà phê Horizon Đà Lạt nó view khác, nhưng mô hình chung á, mô hình chung vẫn là cái điểm chứ không phải là cái quán. Rồi chào cả nhà nha. Đây.